Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Thì trong cái video này tôi muốn trả lời một câu hỏi nhất là câu hỏi này Đến từ rất nhiều những bạn mới Thì trong cái thời gian này các bạn thấy được là giá cả tăng Thì sẽ dẫn đến rất nhiều bạn mới tham gia vào thị trường này Nhất là trên channel Thuận Capital các bạn thấy được là cái số lượng bạn mà tham gia vào chương trình Thuận Capital càng ngày càng tăng lên Và chúng ta thấy được là cho đến ngày hôm nay Thì tổng số lượng subscriber để thuận refresh trang này lại lật mình thấy là 49.500 thì chúng ta vẫn đang hy vọng là từ đây đến cuối năm chúng ta còn 20 ngày nữa thì có thể đạt được là 50.000 sub nhưng mà khi mà có nhiều bạn tham gia vào channel youtube này tham gia vào crypto thì có một câu hỏi mà thu nhận được rất là nhiều đó chính là câu hỏi liên quan đến là có nên lưu trữ đồng crypto trên những sàn giao dịch hay là không lưu trữ trên những cái sàn như là Remitano hay là những cái sàn như là Binance thậm chí là những dụng như là BlockFi hay không thì những bài nào mà theo dõi thuần capital trong nhiều năm qua cũng đã biết là một những cái tiêu chí mà từ lúc nào cũng muốn các bạn suy nghĩ đến đó chính là tự lưu trữ crypto cho bản thân của mình tại vì các bạn thấy được là chỉ các bạn tự lưu trữ thì các bạn mới có thể là tự quản lý được cái khóa cá nhân các bạn không bị những sự ảnh hưởng của sàn như là các bạn thấy là trong hiện gần đây thì chúng ta nhận được thông tin liên quan tới sàn okx một cái sàn lớn mà gặp cái trường hợp liên quan đến pháp lý đã không cho rút trong thời gian là hơn một tháng và lúc mà không cho rút đó thì chúng ta không biết được là khi nào mới mở cho rút lại cho nên nhiều bạn rất là quan mang không biết là cái số tiền mình trên sàn OKX đó, có an toàn hay là không, có được rút nữa hay không. Nhờ cuối cùng họ cũng mở lại cho rút. Nhưng mà các bạn thấy được đây là một cái trường hợp rất là ngoại lệ. Chúng ta thấy có rất nhiều những cái sàn đã bị hát. Trong thời gian 3 năm qua chúng ta nói tới những vụ hát lớn bắt đầu từ vụ hát trước đây liên quan đến sàn Mao khiến cho sàn phá sản cho tới ngày hôm nay. Thì những người mà lưu trữ tiền trên sàn của Malgox vẫn chưa nhận được cái số tiền bồi thường của mình mặc dù đã qua nhiều năm mình thấy được những cái sàn khác chúng ta nói tới như là cái sàn lớn ở Canada hoặc Riga các bạn có nên nhớ là sàn này đột ngột thì chủ sàn mất đi và khiến cho người ta không rút tiền được và rất nhiều những cái ví dụ cho nên trước đây thì thường thường hay chia sẻ với các bạn là không nên lưu trữ tiền của mình trên những sàn giao dịch tại vì tiền đó có thể là bị đóng băng sàn có thể bị phá sản sàn có thể bị hát đây là những cái rủi ro mà các bạn cần phải suy nghĩ đến và chấp nhận nếu như các bạn muốn lưu trữ tiền ở trên sàn giao dịch. Nhưng mà các bạn thấy được là Bitcoin thị trường thì liên tục phát triển. Các bạn thấy là tình hình bây giờ hệ sinh thái của Bitcoin đã khác với lại cách đây nhiều năm cho nên chúng ta cũng cần phải suy nghĩ lại câu hỏi này là có nên lưu trữ tiền trên sàn giao dịch hay là không? Thì câu trả lời của Thượng ngày hôm nay thì cũng sẽ khác với lại trước đây Như bạn có đã biết là ví chữ lạnh là một trong những cách lưu trữ mà Thuận rất là ưa chuộng Các bạn thấy là trên tay Thuận có rất nhiều những ví chữ lạnh à, Tại vì Thuận chia ra làm nhiều ví để mà lưu trữ Việc này thì hầu như ai cũng biết Nhưng mà gần đây thì Thuận cũng chia sẻ với các bạn là Thuận ngoại trừ lưu trữ crypto trong ví chưa làm ra thường cũng lưu trữ crypto trên những cái sàn giao dịch cũng như là trên những cái ứng dụng như BlockFi để có lời thì tại sao mà thường lại có sự thay đổi này để thường chia sẻ thêm chi tiết để các bạn hiểu rõ hơn về cái lợi và cái hại giữa việc tự lưu trữ trong ví cá nhân của mình hay là các bạn lưu trữ trên sàn giao dịch thì phần lớn mọi người nhất là những bạn nào mà đến từ thị trường tài chính truyền thống đó thì các bạn không có nghĩ là tại sao mình lại phải tự lưu trữ crypto của mình Các bạn đầu tư vào chứng khoán, các bạn đâu có tự lưu trữ chứng khoán của mình đâu Các bạn đặt lòng tin vào một công ty thứ ba Và công ty thứ ba đó có thể là ngân hàng, có thể là công ty đầu tư Như là Hoa Kỳ chúng ta có những công ty như là Fidelity, Merrill Lynch Các bạn tin những công ty đó sẽ lưu trữ chứng khoán của các bạn Và các bạn không phải lo lắng gì hết Các bạn không cần phải tự lưu trữ chứng khoán của mình nhưng mà khi mà đến thị trường crypto thì nhiều bạn lại bỡ ngỡ là tại sao lại không thể tin vào những sàn giao dịch Thì lý do là những điều mà Thùng mới vừa nêu ra trong cái video này Nhưng mà chúng ta suy nghĩ xa hơn nữa các bạn thấy được là tự lưu trữ crypto thì cũng có rất là nhiều những cái rủi ro Cũng như là các bạn sẽ mất đi một phần lợi nhuận Thì thường chia sẻ thêm để các bạn hiểu rõ Thì các bạn thấy được là nếu như các bạn tự lưu trữ cái crypto của mình trong ví chữ lạnh đi thì các bạn thấy được là ví chữ lạnh thì chúng ta cần phải tin tưởng vào công ty ví chữ lạnh vì bạn hỏi thường là lỡ như mà chúng ta lưu trữ trên những cái ví chữ lạnh như là ví chữ lạnh của Ledger hay là các bạn lưu trữ trên ví chữ lạnh của Trezor thì khi các bạn lưu trữ trong những ví chữ lạnh này lỡ như mà hai công ty này mà phá sản hay là biến mất thì sẽ như thế nào thì câu trả lời là cũng không ảnh hưởng đến cái số tiền mà các bạn nằm ở trong cái ví tại vì tất cả ví không chỉ là ví chữ lạnh cái ví chỉ đơn giản là một cái công cụ để lưu trữ khóa cá nhân mà thôi tất cả ví đều có một công cụ duy nhất đó chính là lưu trữ khóa cá nhân thì khi các bạn có một cái ví đó cái ví đó chỉ cho các bạn nhìn vào blockchain tất cả đồng đều nằm trong blockchain hết thật ra nói cũng không có đồng nào hết tất cả chỉ là người ta gọi là output input mà thôi có nghĩa là những cái mã chứng đi và những cái mã nhận vào nhưng mà trên căn bản tất cả tài liệu dữ liệu đều nằm trong blockchain hết những cái ví chứa lạnh chỉ là một cái cánh cửa sổ để cho các bạn có thể nhìn vào blockchain coi coi là các bạn có bao nhiêu tiền và cái ví chữa lạnh này hay là những cái ví cá nhân đó thì chỉ căn bản là lưu trữ cái khóa cá nhân của bạn để các bạn có thể gửi uh, đồng crypto của mình ra khỏi ví được cho nên trên căn bản nếu như mà công ty la chữa hay trời những công ty mà làm ví chữa lạnh đó họ phá sản thì các bạn vẫn có thể là lấy được tiền của mình nhưng mà một trong những cái vấn đề khi mà các bạn lưu trữ trên những cái ví chữ lạnh đó hay là những cái ví cá nhân đó thì các bạn cần phải dựa vào công ty thứ ba các bạn thấy được là công ty Ledger hay là các bạn sử dụng blockchain.com để ví blockchain thì những cái ví đó cũng là các bạn dựa vào công ty thứ ba và các bạn cần phải dựa vào công ty thứ ba đó đưa ra cập nhật vân vân nhiều bạn thì hay những thỏa thuận về tình hình của ví chứa lạnh nhiều bạn gặp những cái khó khăn liên quan đến khi mà gửi nhận thì phần lớn những khó khăn này đến là từ công ty thứ ba nhiều khi các bạn thấy được là cái ứng dụng trên Ledger không được cập nhật hay gì đó khiến các bạn không gửi và rút tiền được và các bạn phải chờ công ty đó đưa ra một cái phiên bản mới cho nên đây là những cái rủi ro khi mà các bạn tự lưu trữ tiền của mình các bạn cần phải liên tục cập nhật cái ví và các bạn cần phải dựa vào cái công ty mà cung cấp dịch vụ ví cho các bạn như là ví blockchain hay là ví mail hay là những ví chữ lạnh đi thì đây là một trong những cái rủi ro khi mà các bạn sử dụng cái cá nhân và thứ nhì nữa là các bạn cần phải tự lưu trữ khoác nhân của mình có nghĩa là các bạn phải lưu trữ 24 ký tự của những cái ví chữ lạnh tại vì nếu như các bạn mất 24 ký tự này mà ai mà lấy được thì họ hoàn toàn có thể lấy hết tiền của các bạn 24 ký tự đó là đại diện cho khoác cá nhân của các bạn cho nên các bạn cần phải lưu trữ và các bạn không thể lưu trữ trên máy vi tính các bạn không thể chụp hình lại được tại vì bất cứ một cái phiên bản nào mà trên mạng lưới internet đều có cơ hội là bị người ta ăn cắp hết cho nên các bạn chỉ có thể là tự viết xuống tự lưu trữ và tự lưu trữ thì đương nhiên các bạn sẽ gặp những cái khó khăn như là các bạn thấy được là các bạn có thể là bị cháy nhà bị lũ lụt thì hai bốn ký tự đó có thể là bị hư hay là các bạn quên hai bốn ký tự để đâu thì mà sẽ bị mất tiền và điều này cũng tương tự như là các bạn tự lưu trữ những cái ví như là cái ví mail hay là các bạn tự lưu trữ những cái ví như là blockchain thì bạn cũng có thể là tự lưu trữ những cái mật mã riêng cho bản thân mình các bạn không muốn để trên máy vi tính tại vì sợ bị hack đây là cái rủi ro khi các bạn tự lưu trữ có nghĩa là các bạn lưu trữ trên sàn thì sàn có thể là bị hát nhưng mà các bạn tự lưu trữ tiền của mình trên ví chữ lạnh hay là trên những cái ví cá nhân trên máy di tính hay là trên điện thoại thì những ví đó cũng có thể là bị hát cho nên các bạn thấy được đây là một trong những rủi ro thứ nhì nữa là các bạn sẽ mất đi cơ hội được lợi nhuận các bạn thấy được là phần lớn cái ví dưa lạnh hay là phần lớn những cái ví thì không cho các bạn những cái cơ hội để mà đạt được lợi nhuận như là các bạn có thể là gửi tiền lên trên sàn các bạn có thể tham gia vào staking để có lợi nhuận hay là các bạn có thể là tham gia vào những cái ứng dụng như là BlockFi thì có lợi nhuận hàng tháng cho những đồng mà mặc dù không có chế độ staking các bạn vẫn có thể có được lợi nhuận thì khi các bạn tự lưu trữ sẽ mất đi cái phần lợi nhuận đó thì đây là một cái tweet được chia sẻ bởi Uni Winamer Tôi cảm thấy cũng là có nhiều thông tin thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn Phần lớn thì cái thuyết này nói về những điều mà Thuận vừa chia sẻ với các bạn Các bạn có nghĩ đi, nếu các bạn đã trong thị trường này ít nhất là 3-4 năm qua Thì những cái ví mà các bạn tự lưu trữ đó So với lại cái ví mà bây giờ các bạn đang sử dụng Thì các bạn có còn giới thiệu những cái ví mà các bạn tự lưu trữ cách đây 3-4 năm với những người mới hay là không Các bạn có thể nhớ là trước đây khi mà tôi tham gia thì tôi sử dụng cái ví đó là cái ví Exodus trước khi mà thường sử dụng những cái ví chứa lạnh này thường sử dụng những cái ví Exodus thì những cái ví Exodus là những cái ví mà tự tải lên trên máy vi tính để mà tự lưu trữ thì tới ngày hôm nay thường không còn sử dụng ví Exodus nữa tại vì mình cảm thấy là cái ví Exodus đó đã không theo kịp những cái ví mới bây giờ cho nên các bạn thấy được là ngay cả tự lưu trữ các bạn cũng cần phải tự cập nhật thông tin cho bản thân mình để mà chọn một ví khác thì nói tóm lại lưu trữ tiền kỹ thuật số mà các bạn tự lưu trữ trên ví cá nhân của mình thì cũng có nhiều nguy hiểm và cũng không phải là phù hợp với tất cả các bạn các bạn thấy được là những bạn nào mà chỉ có số lượng nhỏ crypto thì các bạn cần phải học hỏi làm sao để mà tự lưu trữ những cái ví cá nhân của mình, tự lưu trữ những cái ký tự của mình thì có thể rất là rắc rối hay là các bạn cần phải tìm hiểu làm sao để mà cập nhật những cái ví chữ lạnh thì rất là rắc rối cho nên cũng không phải phù hợp với mọi người. Nhất là những mà nào mà không đành về máy vi tính thì lưu trữ ví chữ lạnh nhiều khi các bạn gặp nhiều rắc rối hơn là lưu trữ trên sàn. Nhưng mà lên trên sàn thì các bạn sẽ gặp những cái rắc rối như là thường nó chia sẻ là cái nguy hiểm là các bạn không tự lưu trữ khóa cá nhân được thì nếu như sàn có vấn đề gì các bạn cũng sẽ bị mất tiền. Cho nên đối với anh thân thuận thì không phải là các bạn lấy hết tiền của mình để mà lưu trữ ở trên sàn hay là trên viết cá nhân mà đối với thuận thì một trong những điều mà thuận muốn chia sẻ và đương nhiên đây chỉ là chia sẻ bản thân của Thuận mà thôi Nếu các bạn có số tiền nhỏ crypto Thì số tiền nhỏ là bao nhiêu Số tiền nhỏ crypto thì tùy theo mỗi người Những người nào mà có nhiều tiền Giống như các bạn có tài sản là một triệu đô la đi Thì các bạn có vài ngàn đô trong crypto Thì đây có thể là một số tiền nhỏ đối với các bạn Nhưng mà nếu các bạn à, chỉ có tài sản là vài ngàn đô Thì vài ngàn đô trong crypto là số tiền lớn Cho nên nhỏ hay lớn là tùy theo các bạn thì các bạn có thể đưa ra một câu hỏi là nếu như mất cái số tiền này có ảnh hưởng đến đời sống của các bạn hay là không thì nếu như mà câu trả lời là hoàn toàn các bạn sẽ không quan tâm đến nếu như mất cái số tiền này, mọi việc cũng sẽ như cũ thì các bạn thấy được là đây là một cái số tiền mà các bạn có thể là lưu trữ trên sàn được, dùng số tiền này để mà trade hay là tham gia vào những dịch vụ để mà có lãi. Nhưng mà nếu như mà các bạn có số tiền nhiều hơn thì các bạn cũng không nên lưu trữ hết trong ví cá nhân hay là trên những sàn giao dịch như là thường đã chia sẻ thì một trong những cái yếu tố đó chính là các bạn có thể là bị mất tiền nếu như mà tự lưu trữ trong ví cá nhân của mình các bạn thấy được là các bạn có hai bốn ký tự nếu như mà ai vào trong nhà các bạn chỉ cái súng vào các bạn và nói là các bạn phải giao ra hai bốn ký tự đó thì các bạn cũng vẫn có thể bị bị mất như thường nhưng mà một người nào đó vào trong nhà của các bạn chỉ súng vào đầu các bạn nói là chuyển hết tài sản trên sàn Coinbase qua Coinbase của họ thì đương nhiên là không thể được tại vì mà thì được là lưu trữ số tiền trên Coinbase nhất là các bạn để vào những cái ứng dụng như là Coinbase Vault trên Coinbase Vault đó các bạn thấy được là di chuyển thì có thể là cần cái thời gian là 2 tới 3 ngày cho nên không thể làm được ngay lập tức và dù số lượng lớn thì sẽ cần phải xác nhận 2 3 lần cho nên các bạn thấy được là đây cũng là một trong những cái ưu điểm giữa sàn so với lại tự lưu trữ uh, tài sản của mình trong những cái ví cá nhân. Ngoài chỉ đó ra thì bây giờ các bạn thấy là nhiều sàn lớn như sàn Gemini, sàn Coinbase, ngay cả ứng dụng BlockFi thì cũng có những cái bảo hiểm. Đương nhiên chúng ta không biết được là những bảo hiểm này khi mà có chuyện xảy ra thì những bảo hiểm này sẽ bảo vệ người tiêu dùng như thế nào. Nhưng mà ít ra thì bây giờ chúng ta cũng đã biết được là những cái sàn bây giờ thì nhiều sàn đã có cái bảo hiểm như là các bạn thấy được ngay cái sàn Binance thì cũng có bảo hiểm thì cũng có một cái quỹ gọi là quỹ dự phòng lỡ như mà chuyện gì đã xảy ra và đã có chuyện xảy ra trước đây cho một con nhớ là cái vụ liên quan tới bitcoin năm ngoái thì sàn binance cũng đã bồi thường cho những người trên sàn của binance tại vì sàn binance để riêng ra một phần để mà bồi thường cho những người mà sử dụng sàn nếu như mà có sự cố xảy ra cho nên các bạn thấy được là lưu trữ tiền trên sàn cũng không phải là một cái ý kiến xấu chứ không phải là các bạn cần phải lưu trữ hết trong ví chữ lạnh hay là lưu trữ hết trong ví cá nhân trước đây đó là cái suy nghĩ của thuận nhưng mà suy nghĩ của thuận đã thay đổi tại vì tình hình bây giờ cũng đã thay đổi và không biết là nhiều bạn mới thì cũng không có cái hứng thú từ lưu trữ tiền trong ví cá nhân của mình tại vì cảm thấy rất là phiền phức thì nếu như vậy thì các bạn có số tiền nhỏ các bạn có thể lưu trữ trên sàn nếu như các bạn có số tiền lớn thì nên chia ra để mà lưu trữ thậm chí các bạn nên chia ra làm nhiều ví cá nhân để mà lưu trữ hay là nhiều sàn để mà lưu trữ càng phân phối ra nhiều nơi thì đúng là càng phiền phức nhưng mà sẽ càng an toàn hơn Đây là cái điều mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn Thì các bạn thấy được là những sàn mà chúng ta vừa nói tới là những sàn mà Thuận Capital cũng có link giới thiệu ở bên dưới các bạn bấm vào cái link để tìm hiểu những sàn như là sàn Margin NapX sàn Binance quốc tế các bạn có thể là được giảm phí giao dịch như là 20% phí giao dịch khi các bạn tham gia vào sàn Binance quốc tế hay là 10% phí dịch future sẽ được giảm nếu các bạn sử dụng cái link của Thuận Capital đương nhiên có hai cái link các bạn chỉ cần đăng ký một trong hai thì sẽ có được cái ưu đãi các bạn nhìn thấy trên màn hình hay là sàn Bybit, sàn Coinbase, Remitano và nhiều BlockFi là cứ dùng mình thường mới vì chia sẻ các bạn có thể tham gia để mà được nhận lãi hàng tháng và các bạn có thể được bonus lên tới 250 đô khi mà sử dụng cái link đăng ký của thuận Capital chỉ bạn bấm vào phía dưới để xem thêm chi tiết và nếu như các bạn cảm thấy là thông tin này có hữu ích với các bạn, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và đương nhiên tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và các bạn cũng nên theo dõi thông cáo đầu trên các mạng xã hội để các bạn có được những cái thông tin mới nhất bằng cách ta bấm vào cái link ở phía dưới video này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.